Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thế Tôn là thầy của trời và người. Ngài không thầy tự ngộ. Ngài đã tìm ra chân lý của sự đau khổ của thế gian từ trong vô lượng kiếp. Và Ngài đã truyền đạt lại phương thức hành trì để thoát ra khỏi cái đau khổ. Chúng con xin nguyện trọn đời quy y Phật. Chúng con xin nguyện trọn đời quy y Pháp. Chúng con xin nguyện trọn đời quy y Tăng. Chúng con xin nguyện giữ trọn năm giới. Chúng con xin hành trì không sát sanh. Chúng con xin hành trì không tà dâm. Chúng con xin hành trì không trộm cắp, không lấy của, không cho. Chúng con xin hành trì không nói láo, nói lời chân thật. Chúng con xin hành trì không uống rượu hoặc các chất say sưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị có được an vui không? Hôm nay là ngày thứ hai, mùng 10 tháng 10 năm 2016. Ngày 10 tháng 10 là ngày song thập. Thường thường ngày song thập là đều có cái điều rất là tốt. Mà không biết ngày nay có quý vị nào may mắn quá trúng số không? Trúng số mà làm sao mà giải quyết cái vấn đề mà sống nó chập chờn, sư giảng mà nó cứ chập chờn, có nhiều người khiếu nại nói thôi không biết làm sao, sư nó cũng không biết làm sao. Cái máy thì nó cũ quá rồi, nó là từ năm 1998. Tới nay đã là 9 năm à. 9 năm rồi thì chắc là người ta vứt đi à. Nhưng mà sư vẫn phải dùng. Tại vì nó còn dùng được là thứ nhất. Thứ nhì á, cũng không có tiền để mà mua cái mới. Mà xài phung phí á, thì đâm ra cái tội. Thành thử ra thôi, có gì xài đấy, phải không quý vị? Ngày hôm nay á, chúng ta lại tiếp tục học cái đề tài về cái tuệ. Cái tuệ là một trong năm cái ngũ căn ngũ lực. Sư nhắc lại để quý vị nhớ nha. Tín căn tín lực, tấn căn tấn lực, niệm căn niệm lực, định căn định lực, tuệ căn tuệ lực. Em chúng ta học 2-3 buổi rồi, chúng ta học về cái tuệ. Và sư nghĩ chấp thêm buổi nữa thôi. Tại vì đạo tràng này thì ngoài chừng 7-8 vị là căn cơ là tu học mười mấy năm, 20 năm hành trì đàng hoàng. Tu với sư có khi cả 7-8 khóa rồi. Thành được cái 7-8 vị này thì không nói. Tại vì các vị đó đều giữ cái pháp tịnh khẩu, không bao giờ nói gì hết. Tự mình suy nghĩ, tự mình lợi lạc. Còn lại đa số thì sư thấy là cũng chỉ có một khóa, có khi chưa được một khóa nữa. Có những vị chưa có gặp sư bao giờ. Nghe nói, nhưng mà gặp rồi thì chán lắm không quý vị? Nghe nói thì nó hay lắm, nhưng mà gặp rồi thì chán. Đời nó vậy mà. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái tuệ. Và ngày mai nữa, một buổi nữa thì chúng ta sẽ nghỉ và đi sang cái đề tài khác. Đó là Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần là một trong những cái rất là quan trọng để trước khi chúng ta học về Bát Chánh Đạo. Đạo Phật đó, thì nói là duy tuệ thị nghiệp. Nếu không có trí tuệ thì là chúng ta tu đạo khác rồi, chứ không phải chúng ta tu đạo Phật. Vâng quý vị.
Nào thế thì trí tuệ nó có nhiều loại. Chúng ta học rồi đó, văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. À, quý vị nghe lại mấy bài giảng đi, ở trên mạng đều có hết đó. Cái ban học tập Phật Pháp họ cũng rất là siêm. À, ngày nào họ cũng sắp xếp lại, họ để lên trên mạng. Quý vị lấy ý bỏ lời thôi. Tại vì sư giảng sư không có soạn trước, thành thử ra tùy theo căn cơ chúng sanh. Biết quý vị thuộc hàng cao thủ thượng thừa, không? Thành thử ra phải vô chiêu, không có soạn bài trước. Nào thế thì nói tới tuệ, ngày hôm nay chúng ta học cái đề tài là chánh tuệ và tà tuệ. Để dẫn đầu, sư kể quý vị nghe câu chuyện mà sư đọc lâu rồi, cũng là 40-50 năm mà. Không biết là cái lúc ấy là mấy cô ở đây là các anh thì lớn tuổi rồi, chứ còn mấy cô không biết mấy cô có sanh ra chưa. 40 mấy năm thì nhiều khi có mấy cô ở trong này chưa sanh nữa. Câu chuyện cũng hay lắm, nhưng mà sư nghĩ chắc quý vị cũng có đọc rồi, sư kể quý vị nghe nha. Có một đứa bé đó, nó ranh mãnh lắm, nó leo lên trên ngọn cây ấy. Leo lên trên ngọn cây, nó thấy một cái ông thầy chùa đầu trọc đi ngang, nó đứng ở trên ngọn cây, nó tè xuống ngay đầu ổng. Cái ông này ông phải là ông thầy tu, mà ông là ông thầy chùa, ông thầy cúng à. Ông thấy vậy ông mới kêu nó xuống, ông nói con giỏi lắm, cho con 50 này, cho tiền á. À, thế thì nó mừng lắm, nó nói ta tè cái ông đầu trọc không có tài sản mà ông còn cho ta 5 đồng, cho nên nó leo lên ngọn cây, nó tiếp tục nó chờ. Bữa nọ nó thấy có ông quan đi ngang, có quân lính này kia đi đông thật đông, rồi ông quan nó mới nóng quá, ông mới ghé ngang cái gốc cây đó, ông bước xuống để cho nó mát một chút, người ta khiêng kẹo á, ông bước xuống cho nó mát một chút. Nó nhân cơ hội nó nói cái ông này giàu có, quân lính này mà nếu mình tè đầu ổng chắc ổng cho nhiều hơn. Thế là nó tè ngay trên đầu ổng. Ông này ổng đâu có tha, ổng kêu quân lính lôi thằng nhỏ xuống chém đầu nó. Nào thế thì câu chuyện nó nói cho chúng ta được điều gì đây thưa chư vị? Cái đứa bé nó cũng có tuệ chứ, nó biết rằng là đái tè lên cái đầu ông sư đầu trọc á thì được có 5 đồng, mà nếu tè lên cái đầu ông có tóc mà quan quân nhiều á thì chắc hẳn là phải có nhiều tiền nhé. Nó cũng có tuệ, nó suy nghĩ từ nơi cái kinh nghiệm, tức là do nơi 6 căn mắt tai mũi nghe ngửi nếm thấy, rồi suy luận, rồi nếu ta làm như thế thì ta sẽ được hay hơn, cũng là một loại tuệ. Đấy, cũng là một loại tuệ, nó có phát sinh ra trí tuệ. Chúng ta khoan nói nó là cái tuệ gì, chúng ta nói có tuệ cái đã. Cho nên vì có tuệ cho nên nó mới đứng lên, nó chờ ông quan, nó đái xuống trên đầu ông để nó mong là được phần thưởng hơn, tức là nó có tuệ. Rồi cái ông sư á, cái ông thầy chùa, chứ xin lỗi không phải ông sư, ông thầy chùa, ông thầy cúng đi ngang á, ông bị tè, thì thay vì là ông, nếu mà ông là ông thầy tu thì thực sự thì ông sẽ kêu xuống rầy, ông khuyên can để cho đứa nhỏ không có bị họa. Tại vì trước sau gì ông biết, trước sau gì cũng có người đánh nó, có người giết nó thôi. Tại vì cái kiểu mà nó làm như vậy là có nhân quả. Lần này ông là ông thầy cúng, thành thử ra ông đâu có quan tâm chuyện đó, tức lắm. Nhưng mà ông mượn tay người khác để trả thù, cho nên ông đưa cho nó 5 đồng. Thì ông biết rằng á, thế nào cũng có người giết nó. Tại vì á, nó thấy được 5 đồng thì nó sẽ tiếp tục làm nữa. Cái tham đó quý vị, đứa bé nó thấy 5 đồng, nó khởi lên cái tâm tham,
Con người ta chết vì tham, tham tài, tham danh, tham sắc. Trai thì chết vì gái cũng vì tham, tham sắc. Gái thì chết vì trai cũng vì tham, tham tài. Gái tham tài mà trai tham sắc đều chết, chết khổ. Đấy. Phải không quý vị? Sư nói linh tinh quá hả? Sư nói cho vui vậy thôi, chứ mà sư cũng hết hơi rồi, nói hoài mà thấy nó không có thấm. Nó giống như nước đổ lá môn, sư cũng biết, nhưng mà thôi kệ nó. Cái phận sự ăn cơm chùa thì phải nói, để cho Phật tử có lợi không lợi thì mình đành chịu thôi. Sư cũng không phải là Phật, thành thử ra cũng không thể nào nói mà vừa lợi mình lợi người. Phải không quý vị? Mình đâu có làm sao mà làm tối đa được, mình chỉ làm được trong cái tư duy của mình là hy vọng, hy vọng thôi người ta sẽ được có lợi. Thế thì cái ông thầy cúng á, ông cũng có tuệ chứ. Nếu ông tuệ làm sao ông làm chuyện đấy? Tại vì ông đưa cho thằng bé kia 5 đồng là ông mượn tay người khác để giết nó, tức là ông cũng có tuệ chứ. Ông giết nó thì ông sẽ bị ở tù. Đấy, cho nên ông cũng khôn ngoan lắm, tức là có tuệ. Đấy. Tức là kia chắc đâu đó ông cũng có bị cái trường hợp này xảy ra rồi. Cho nên ông rút kinh nghiệm. Thôi làm cái cách này thì là thằng bé sẽ bị người ta đánh, mà ông không cần phải đánh. Đấy. Thay vì ông đánh nó, ông la nó thì nó sợ, chưa chắc nó đã dám làm nữa. Nhưng mà vì ông đưa tiền, thành thử ra nó tiếp tục nó làm. Và ông biết rằng đưa tiền là nó tham, là nó sẽ làm nữa. Và ông cũng biết rằng trước sau gì cũng có người giết nó hoặc đánh nó, cho nên ông không cần phải đánh. Đấy, quý vị thấy cũng có tuệ chứ. Rồi tới ông quan, tự nhiên nó bị thằng nhỏ đè tè lên đầu đó, ông lôi xuống chém đầu nó liền. Thì ông cũng có tuệ chứ. Ta làm lớn mà lại để cho thằng nhỏ nó tè lên đầu, nếu ta không trừng trị thì dân chúng và quân lính nó đâu có sợ ta nữa. Cho nên đó, ta chém đầu làm gương, tức là cũng có tuệ chứ. Áp dụng đó. Thứ nhất là vì sân, nhưng mà cái chính vẫn là có tuệ. Nào thế thì bây giờ ta phân tích nha. Trường hợp đứa bé thứ nhất tuệ gì đấy? Trường hợp thứ nhì cái ông thầy chùa đó tuệ gì đấy? Cái trường hợp thứ ba cái ông quan đó tuệ gì đấy? Thằng bé nó đứng lên nó tè trên đầu cái ông thầy cúng, cái tuệ nó là gì? Thỏa mãn cá nhân, thỏa mãn cá nhân, đứng trên cao thì đè xuống, tè xuống, tao làm cho tụi bay chết, cho nó đã, cho nó hoan hỷ trong lòng mình, nhưng mà đau khổ cho người khác. Tức là cái tuệ là cái tuệ làm ích kỷ, làm cho mình hạnh phúc, nhưng mà làm cho người đau khổ. Tuệ đó thứ nhất á, là tuệ ích kỷ, nó làm cho mình hạnh phúc nhưng mà nó lại làm cho người đau khổ. Đạo Phật là đạo làm lợi mình lợi, lợi người, làm cho mọi người đều được an vui, làm cho mình đều được an vui. Còn nếu mà ích kỷ chỉ làm cho mình được thỏa mãn nhất thời thì cái đó gọi là tà tuệ. Tà tuệ. Cái tuệ thứ nhì á, cũng đứa bé nó cũng có cái tuệ chứ. Đó, nó đã tè lên đầu cái ông thầy cúng á, ông cho 5 đồng rồi nó lại tiếp tục nó tè lên đầu cái ông quan, nó hy vọng nó sẽ được nhiều. Tức là cái hành động của nó cũng là có tuệ, nhưng mà cái tuệ đó bị nhiễm ô vì tham. Thấy không? Vì tham, biết rằng nếu ta cho nó mấy đồng rồi á, nó khởi tâm tham thì á, là nó hy vọng rằng nếu như cái ông quan á, mà nó tè lên đầu ổng thì chắc chắn là ổng sẽ cho nó nhiều tiền hơn. Tại vì ông thầy cúng mà còn cho 5 đồng mà,
Mà nếu tè lên đầu ông quan thì có thể ông cho tới 500. Tức là nó bị nhiễm ô bởi tam độc tham sân si. Cái tuệ của đứa bé đó nó cũng có, nhưng mà cái tuệ nó bị dẫn dắt bởi tham. Tham mà làm được rồi, anh quen làm nữa. À, chúng sanh nó cũng đều y như vậy. Không biết quý vị sao chứ sư nhiều lúc sư cũng bị dính mắc cái chỗ này. À, cái tuệ của mình á bị dẫn dắt bởi tham sân si. Cho nên sư sám hối hoài à, nhiều lúc á, mình lỡ rồi thì mình phải sám hối thôi chứ giờ biết làm sao. Sửa đâu được. Nó đã xong rồi mà, phải không? Rồi. Thứ ba, cái đứa bé đó, cái tuệ của nó là cái gì? Nó chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi, hành xử liền ngay lập tức. Tè lên đầu ông thầy cúng được 5 đồng, thì tè lên đầu ông quan sẽ được, hy vọng là 500. Tức là nó vì tham lợi trước, trước mắt. Giống như là người ta đi câu cá, quý vị thấy không? Muốn câu con cá thì nó làm sao? Người ta đem cái mồi, người ta móc vào cái lưỡi, lưỡi câu, người ta quăng xuống dưới, dưới sông. Chúng sinh cũng y như vậy. Vì tham mà nhào vô, cho nên gọi là tà, tà tuệ, cũng có tuệ chứ. Luồn lách, hối lộ, tham nhũng, kiểu này kiểu kia. Quý vị đừng nói ở trong chùa mà không có đâu. À, sư biết, cũng mà chạy trọt này kia mới lên chức, lên hòa thượng. Bởi vậy sư là nói sư là sa di hoài, không bao giờ muốn lên cái gì hết. Chờ ngài Đức Thế Tôn nó cấp cho cái bằng mà ngài chưa có cấp thôi. Cái bằng đó mới quan trọng. Chứ còn mấy cái bằng khác không quan trọng. Chức đó mới quan trọng. Chứ còn mấy cái chức mà hòa thượng rồi trụ trì mấy cái thứ đó là các pháp thế gian vô thường, khổ não, không ích lợi gì hết. Cho nên á, ai dính mắc tới đều gọi là tà, tà tuệ. Có tuệ chứ sao không có? Có tuệ. Nhưng bị nhiễm ô bởi tham sân si, cho nên chỉ thấy lợi trước mắt. Đó gọi là tà tuệ hết. Kết chùa cho lớn, kết chùa cho lớn mà có Phật tử không? Rồi có người tu không? Hay là Phật tử tới cũng ham vui, ca hát múa may, rồi là cái gì tốt với tiền vàng bạc, cúng tế, chỉnh tế, chỉnh ngoan, lập đàn, tất cả đều là các pháp thế gian, đều là các pháp hữu vi, không giải quyết được cái chuyện vô vi, tức là sanh tử luân hồi, thì đều gọi là tà tuệ. Đấy. Cái thứ tư ở trong tà tuệ đó là không sợ nhân quả. Cái ông thầy cúng á, ông cho cái thằng bé 5 đồng. Cái thằng bé cầm 5 đồng mừng lắm. Vì tham cho nên nó đâu sợ nhân quả. Nó không sợ là sẽ có người chém đầu nó. Nó đâu sợ đâu. Nó thấy 5 đồng trước mắt mà. Giống như con cá đó, nó thấy cái mồi là nó đớp vô liền. Nó đâu có biết rằng đớp vô là dính lưỡi câu, là người ta móc lên rồi người ta đem nó lên, người ta xẻ thịt, rồi người ta chiên, người ta xào, người ta nấu. Chúng ta cũng vậy. Không ai thoát khỏi. Quý vị hồi mới gặp ông xã, gặp bà xã, cũng bị cái lưỡi câu nó móc vào. Bây giờ gỡ đâu có ra, phải không quý vị? Đừng nói lưỡi câu êm ái nha. Tội nghiệp sư. Sư cũng bị cái lưỡi câu êm ái nè, thấy không? Cho nên cái đầu nó mới trọc. Tưởng rằng đầu trọc là mình buông, mà thật sự có buông được đâu. Đấy. Còn cái điện thoại cầm tay này để giảng, mặc dù nó là 1998, 1999, tức là 89 năm nay, nó rớt lên rớt xuống, có lúc nó mất mạng hoài, nó không có. Quý vị để ý coi, nó chạy chừng 45 phút hay 1 tiếng hồ là nó ngưng à. Nhưng nói về để quý vị thông cảm nha, đừng có buồn phiền cái lúc tự nhiên nó mất sóng. Nhưng bây giờ cái đứa bé đó, nó vì tham cho nên nó không sợ nhân quả. Nó không sợ là người ta sẽ đánh nó.
nó tè lên đầu cái ông thầy cúng, rồi nó cũng tè lên đầu ông quan, vì cái tham, cho nên không biết cái chết, không sợ nó, không sợ cái khổ. Còn ông thầy cúng thì sao? Thì cúng cũng thế, có khác gì đâu. Ông không sợ nhân quả, cho nên ông mới đưa cho cái thằng bé 5 đồng. Và trong bụng ông thì ông cũng biết, trước sau gì cũng có người quánh nó, hoặc là người giết nó. Tại vì nó tè lên đầu người ta sẽ giết. Nhưng mà ông là ông thầy cúng, ông đâu có sợ nhân quả. Ông thầy chùa cũng không sợ nhân quả nữa. Chỉ có ông thầy tu á, thì mới sợ nhân quả. Tại vì thấy rất rõ, nhân nào thì quả đó. Nhân thiện, bất thiện thì quả khổ. Ông thầy tu á, thì mới biết. Còn cái ông thầy chùa đó, ông đâu sợ đâu. Ông cứ quyên góp tiền Phật tử, là ông xây chùa cho lớn, rồi ông đi xe cho ngon, rồi đi nước này nước kia chơi cho vui. Tiền bá tánh mà. Phật dạy ba y một bát, hành trì như vậy thì mới gọi là Bà La Môn, tức là đệ tử của Phật. Bà La Môn tức là người thanh tịnh rốt ráo. Bây giờ quý vị kiếm coi, có cái ông sư nào vậy không? Hiếm lắm. Có, nhưng mà rất là hiếm. Ở Việt Nam á, sư nghĩ chắc đếm trên đầu ngón tay à. Đếm trên đầu ngón tay, tức là không dưới 10 ngón tay. Chỉ có vậy thôi, chứ không có nhiều đâu. Các vị tôn túc lớn mà độc cư cách ly trần ba y một bát thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hiếm lắm. Còn giờ các ông nào cũng vậy, bây giờ nói không giữ tiền phải không? Vậy chứ đi Mỹ, đi Âu Châu lấy cái gì đi? Cầm cái vé máy bay lên là tiền chứ còn gì nữa, phải không quý vị? Đâu phải cần cầm tiền mặt, cầm cái thẻ tín dụng cũng là tiền. Rồi nếu người ta cúng dường mà cầm cũng là tiền. Cái gì mà không tiền? Cho nên Đức Phật nói tiền là con rắn độc, vàng là con rắn độc. Nếu chúng ta hiểu được, chúng ta hành trì được thì chúng ta mới có giải thoát. Đó là tà tuệ nhé. Nãy giờ chúng ta nói tà tuệ. Thứ nhất là rất là ích kỷ. Thứ nhì là nhiễm ô bởi tâm độc. Ích kỷ là chỉ nghĩ tới mình thôi. Cho nên cái tuệ đó nó rất là độc đó. Nó còn hơn rắn độc đó. Tại vì nó chỉ nghĩ tới mình thôi. Thành thử nó bất chấp cái hậu quả gây cho người khác. Đấy. Rồi nó nhiễm ô bởi tam độc tham sân si. Cho nên nó chỉ thấy cái lợi trước mắt, gọi là tà tuệ. Và nó không sợ nhân quả. Không sợ nhân quả cho nên nó tiếp tục nó làm để nó thỏa mãn những cái nhu cầu, những cái ý thích, những cái đam mê của nó. Thì cái đó gọi là tà tuệ. Nó cũng có trí tuệ chứ. Lách ngang, lách dọc, rồi hối lộ, tham nhũng, tất cả là đều là tà tuệ. Có trí tuệ mới làm được chứ. Không có trí tuệ sao làm được quý vị. Nhưng cái đó là tà tuệ. Vì ích kỷ cho mình mà gây đau khổ cho người. Nó gọi là tà tuệ. Thế rồi còn chánh tuệ là sao? Chánh tuệ là sao? Chánh tuệ trước hết là phải thấy rõ, trải nghiệm cái khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Biết rất rõ cái khổ, thấm thía cái khổ, cảm nhận cái khổ thì bây giờ mới có tuệ, chánh tuệ. Cái thứ nhì là biết sợ nhân quả, biết thế có nhân thì có quả, không chạy đâu được hết, cho nên không dám tạo nghiệp bất thiện nữa. Cái đó gọi là chánh tuệ. Cái thứ ba là sống theo trung đạo, tức là sống đạo. Sống đạo tức là sống theo trung đạo, luôn luôn làm lợi mình, lợi người. Nếu lợi người mà không lợi mình thì đó là ngu, nếu lợi mình mà không lợi người thì đó là ác.
phải lợi mình lợi người mới là trung đạo, mới là chánh tuệ. Việc gì không lợi mình không lợi người thì không làm, tại vì cái đó tà tuệ. Lợi người mà không lợi mình thì là ngu, lợi mình mà không lợi người thì là ác. Người Phật tử tu tập theo Đức Phật là trung đạo, tức là phải lợi mình lợi lợi người thì gọi là trung đạo. Còn chánh tuệ, cái thứ tư nữa là biết rất rõ các pháp đều là vô thường. Ta rồi cũng chết, mà ta chết rồi cũng hai bàn tay không, xác thân này thì cũng bỏ dưới, dư sình cũng thúi, cũng là vứt đi. Và nếu như vậy thì không tạo nghiệp và sống theo đạo thì kết quả làm sao? An vui hiện tại trong kinh Kalamas, Đức Thế Tôn đã dạy rất rõ, làm tất cả các thiện nghiệp ở nơi mắt, nơi tai, nơi mũi đều thanh tịnh, đều thiện nghiệp ở nơi thập thiện đó, thân khẩu ý, thì kết quả của nó là an vui trong đời này. An vui trong đời này. Và nếu có đời sau, Đức Thế Tôn nói rất rõ, nếu có đời sau và nếu có quả sau thì chắc chắn sẽ được an vui trong đời sau, và quả sẽ là quả an vui. Và nếu không có đời sau và nếu không có quả đời sau thì đời này vẫn an vui, tại vì chúng ta sống trong chánh tuệ. Ngài Anan tới hỏi Đức Phật, cây lúc sống người ta chết đi về đâu? Đức Thế Tôn nói, cây lúc sống mà nó nghiêng về hướng nào thì khi chết nó sẽ đổ về hướng đó. Nếu trong đời này chúng ta luôn luôn làm các việc thiện, sống thiện, nói thiện, suy nghĩ thiện, thì khi chết phải đi về cõi thiên. Sống thiện thì có dấu nặng, cho nên nó nặng nề lắm, phải không quý vị? Sống mà sống thiện rất là nặng nề, khó chịu lắm. Sống ác thì nó dễ ợt, phải không? Chứ còn sống thiện rất là khó. Nói thiện cũng vậy, nó nặng, có dấu nặng mà. Nó rất là khó nói. Nói câu mà nói thiện nó rất là khó. Mà nói ác thì dễ lắm. Mắng cha chửi mẹ, mắng chó chửi mèo, nói tầm bậy tầm bạ, chọc người ta giận thì dễ ợt. Còn cái nói làm sao mà tha thứ, nói đùm bọc, nói lời yêu thương, nói lời tha thứ sao nó khó quá. Đấy. Tại vì nó có dấu nặng á. Nó nặng nề lắm. Phải không quý vị? Còn chữ thiện đó, nó không có dấu nặng. Cho nên người sống thiện thì khi chết sẽ sinh thiên. Tại vì cái nặng nó mình gánh hết à. Mình gánh cái thân khẩu ý. Thân thiện, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Không những không sát sanh mà lại còn bảo vệ mạng sống của chúng sanh. Không những không tà dâm mà còn bảo vệ cái hạnh thanh tịnh của người khác, không xâm phạm. Không những không trộm cắp, không lấy của không cho, mà còn đem của mình đi bố thí. Đấy. Nếu sống được như vậy thì cái thân nó đâu có còn đau khổ nữa. Vì cái quả nó không đau khổ. Tại sao quý vị bị bệnh này bệnh kia, bệnh ung thư, rồi bệnh cùi, bệnh này bệnh kia, đủ thứ. Có nhiều ở trong đạo tràng này có 3-4 vị bị ung thư. Sư nói là đó, sám hối đi. Tại sao vậy? Tại vì tự mình tạo nghiệp. Nghiệp thì nó đều có nhân quả. Mà mình cứ tiếp tục mình tạo nữa mà mình không biết sám hối thì cái tà tuệ nó càng tăng, quả nó càng lớn. Quả càng lớn thì thân càng bệnh, càng phiền não. Mà ở trong y học á, lạ lắm quý vị. Không biết là quý vị có kinh nghiệm về cái bệnh như thế nào. Chứ còn sư nghiên cứu về cái đấy thì sư thấy các ông lương y ông nói cũng hay lắm. Từ xưa cho tới giờ ông nói tâm bệnh thì thân bệnh, mà thân bệnh thì tâm bệnh, thân tâm đều trùng trùng điệp điệp, nó quấn lấy nhau. Khi con người ta buồn rầu thì nó dễ bị bệnh lắm.
Còn cái thân á, mà nó bệnh á, tức là ăn tầm bậy tầm bạ, uống rượu rồi á, cái gì cũng ăn, thì đương nhiên á, nó bệnh trong thân thì cái tâm nó xuống sáng. Bởi vậy cho nên những vị nào tu với sư á, thấy không, một ngày một bữa thôi mà sư cho ăn chút xíu à. Tại sao vậy? Để hạn chế cái thèm khát. Chính cái thèm khát ăn đấy là cái thói quen, mà chính cái thèm khát ăn đấy, tiếng Anh nó gọi là desire, là tham, tham muốn ăn. Và chính vì cái tham muốn ăn đấy nó làm cho chúng ta tái sinh trở lại, khi chết nó lập tức nó phải đi kiếm làm cái chỗ nào đó nó làm cái thân để nó tiếp tục nó ăn, vì nó khoái ăn. Còn con người nào á, ưa thích hành dâm thì cũng vậy, khi chết lập tức nó phải đi kiếm cái chỗ nào đó nó mang cái thân để tiếp tục cái chuyện hành dâm. Có vài vị năm nay là bảy mấy 80 tuổi rồi lại sám hối với sư, nói con hồi đó con nghe lời sư, con nói nghe nói ở Việt Nam con gái nó đẹp lắm mà nó ham tiền lắm, cái con mang tiền ở bên Âu Châu tiền euro con mang về mà sao tụi nó chịu quá. À, rồi bây giờ đó con thấy năm nay con bảy mấy 80 tuổi rồi, gần sắp chết rồi, mà tự nhiên nó con nhỏ kia nó có bầu, con khổ quá. Nó khổ gì, có con nít là sướng rồi phải không quý vị? À, bây giờ muốn buông thì không được. À, nói phải chi con nghe lời sư, nó phải chi cái gì Phật nói còn nghe mà sư nói ăn thua cái gì. À, bây giờ nó có bầu tức là chỉ biết ích kỷ, cái tuệ đó gọi là tà tuệ, thỏa mãn cái thèm khát của mình mà quên cái đau khổ của mình và của người, tức là hại mình hại người. Mà cái thèm khát đó là gì? Là động lực đưa chúng sanh vào sanh tử luân hồi, củi thêm thì lửa cháy tiếp. Cho nên đạo Phật có chữ buông là buông cái chỗ này nè, buông cái thèm khát đi, tại vì các pháp ở trên thế gian đều là quyển, nó giả. Tại sao mình ưa thèm cái giả? Thèm hành dâm, thèm ăn, thèm ngủ, thèm danh, thèm tiền, thèm quyền, thèm được người ta ca tụng, tất cả những thứ ấy đều là giả, chết mình có mang theo được đâu, nhưng không có không được. Cái chỗ đau khổ là cái chỗ này. Tại sao vậy? Tại vì mình có tà tuệ, mình đã được huân tập tà tuệ từ trong vô lượng kiếp, cho nên á mình cứ kéo theo cái thói quen đó thôi. Còn nếu chánh tuệ thì mình thấy rõ khổ, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, rồi tái sinh nữa cũng là khổ, phải sợ đó cả. Thì mới gọi là chánh tuệ. Chánh tuệ, một trong những điều kiện của chánh tuệ là nó thấu rõ sự khổ, trải nghiệm sự khổ. Cái thứ nhì là việc sợ nhân quả, mà nếu sợ nhân quả rồi á thì không có tạo nghiệp bất thiện nữa. Ở trong bài kinh Hạnh Phúc á, quý vị nhớ không, câu thứ nhất Đức Thế Tôn dạy chư thiên tới hỏi Đức Thế Tôn, loài người và chư thiên ai cũng muốn hạnh phúc, vậy xin chư tôi xin Như Lai từ bi chỉ cho. Đức Thế Tôn mới nói điều thứ nhất, luôn xa tránh người người ác, thân cận kẻ hiền trí, đó là phước lành cao thượng. Đấy. Luôn xa lánh người người ác. Người ác đây gồm có người ác và các pháp ác, mà tà tuệ là bị nhiễm đó. À, sống ở gần tội ăn cướp thì dễ bị mang cái tánh ăn cướp, gần mực thì đen đó quý vị, gần mực thì đen. Cho nên muốn có hạnh phúc thì phải tránh xa người bất thiện, tránh xa các pháp bất thiện. Các pháp bất thiện nó nhiễm qua mắt tai mũi lưỡi thân thân ý. Sư nói một cái thí dụ quý vị sẽ mường tượng được ngay. Quý vị xem một cái phim á,
mà cái phim á là cái phim nam nữ người lớn, xem thử đi, rồi 3 ngày sau nó còn ở trong đầu quý vị. Cái phim thì tắt rồi nhưng mà sự xúc cảm ở trong trong thân nội thân nó còn. Bởi vậy cho nên đó, người tu Vipassana đó, là người ta quán chiếu cái sự xúc cảm, sự rung động ở trên nội thân. Mà cái sự quán chiếu nó hay lắm quý vị. Sư chia sẻ với quý vị hàng ngoài à, không làm gì nó được đâu. Nó lên thì nó lên, mà nó xuống thì nó xuống. Nhưng mình á, lúc nào cũng quan sát, quán chiếu nó rất rõ. Mà nếu quan chiếu nó rất rõ rồi thì mình biết đó là các pháp bất, bất thiện. Các pháp vô, vô thường. Các pháp đó đều vô, vô ngã. Mình không làm gì được nó. Thì ngay lập tức á, mình buông nhẹ nhàng lắm. Thở ra, ta biết ta thở ra, thở vào, ta biết toàn thân rung động. Từ đầu cho tới 10 ngón chân. Đó. Sư đã thực tập cho quý vị rồi mà quý vị không có để ý thôi. Cố thực hành à, nghiêm mật thì quý vị sẽ được lợi lạc. Đấy. Chánh tuệ là như vậy đấy. À. Bây giờ sư nói tóm tắt lại nha. Chánh tuệ thứ nhất là thấu rõ sự khổ. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thứ nhì phải biết sợ nhân quả, cho nên không tạo nghiệp bất thiện. Xa lánh các pháp bất thiện, à, luôn luôn làm các pháp thiện. Đấy, gọi là chánh tuệ. Quý vị nghe không được à? Nghe không được ở đâu? Thứ ba là phải sống theo đạo, tức là làm lợi mình, lợi người. Và những việc mình làm đều có tạo ra cho mình được an vui trong đời này và an vui trong đời sau. Như vậy gọi là chánh tuệ. Sư Diệp nghĩ tới đây cũng vừa tạm đủ để cho cái bài học ngày hôm nay. Và trước khi chấm dứt, cùng thỉnh chư Tôn Đức cùng tất cả quý vị chúng ta cùng nhiếp tâm và lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng. Nói lâu nữa cái kỹ thuật internet nó không cho phép, cái máy của sư là nó từ 8-9 năm nay rồi, bắt đầu nó cũ rồi, nó cũng là vô thường á. Mà người ta nghe không được, người ta đâm ra khổ thì nó cũng không tội nghiệp, phải không quý vị? Ở bên Hangout người ta nghe được, Skype cũng nghe được, Facebook cũng nghe được. Bao thóc thì không biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay chúng con có duyên lành cùng nhau tề tựu tu học giáo lý của Đức Từ Phụ. Ngày hôm nay chúng con học về cái tuệ căn tuệ lực. Một trong những cái yếu tố của tuệ căn tuệ lực chúng con hiểu được là chánh tuệ và tà tuệ. Tà tuệ thì dẫn tới đau khổ, mà chánh tuệ thì dẫn tới giải thoát. An vui đời này, giải thoát đời sau. Trong lúc chúng con tu học với tất cả sự thanh tịnh nơi thân khẩu ý, nếu có tạo được chút công đức nào, xin hồi hướng tất cả những công đức ấy cho chúng sanh hữu tình, vô tình trong 10 phương pháp giới. Nhất là cho thân bằng quyến thuộc của chúng con, người còn sống thì được an vui, bớt phiền não, bớt bệnh tật. Người đã mất thì được sanh về nơi nhàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.